Tớ không nhớ được lần đầu xem Kung Fu Panda là khi nào, nhưng tớ lại nhớ rất rõ cảm giác phấn khích lúc ấy. Những màn võ thuật đã mắt và những miếng hài duyên dáng chắc chắn luôn là thứ mà người ta nghĩ đến khi nói về Kung Fu Panda. Tuy nhiên, đó không phải là những điểm sáng duy nhất của bộ phim này. Kung Fu Panda chắc chắn phải sở hữu một gia vị bí mật nào đó thì phim mới có thể được yêu mến rộng rãi đến như vậy. Tới mức mà tờ Hollywood Reporter đã không tiếc lời ca ngợi rằng Kung Fu Panda xứng đáng là một tác phẩm hoàn hảo của DreamWorks. Ở lần xem lại gần nhất, tớ đã nhận ra rằng sâu bên trong tác phẩm này là những thông điệp được kể qua câu chuyện về những kẻ không xứng đáng. Từ một người thầy, một tài năng xuất chúng, cho đến kẻ được chọn bất đắc sĩ, họ đều là những người cần thay đổi để xứng đáng với thứ mà mình muốn. Trong video này, hãy cùng tớ trò chuyện về họ để xem vì đâu mà họ lại mang tới một câu chuyện hấp dẫn đến thế cho Kung Fu Panda nhé. Paul là một chú gấu trúc béo mập, hậu đậu và có vẻ ngốc nghếch. Ngay từ những phút đầu tiên của phim, người xem đã được thấy Paul đam mê võ thuật tới mức nào. Cậu sưu tập đầy đủ mô hình của ngũ đại hào kiệt. Trong căn phòng lộn xộn của cậu có hẳn một tấm bia ném phi tiêu tự chế. Niềm đam mê bỏng cháy còn len lỏi vào trong tận giấc mơ của Paul, nơi cậu là một đại hiệp trượng nghĩa với võ công cao cường được người người hâm mộ. Tuy nhiên, Kung Fu không phải là một con đường rộng mở dành cho Paul bởi nhiều lý do. Ngoại hình ục ịch, bản tính hậu đậu vụng về và hơn cả là Paul luôn tự ti về bản thân mình. Cậu không dám thừa nhận niềm đam mê của mình với cha và cho rằng đó là một điều viển vông với một con gấu trúc. Có một chi tiết rất hay mà tôi muốn đề cập tới, đó là cách mà các nhà làm phim đã đưa tư tưởng cha truyền con nối đặc trưng của người châu Á và Kung Fu Panda qua phân cảnh này. You will fulfill your destiny and take over the restaurant, just as I took it over from my father, who took it over from his father, who won it from a friend in a game of mahjong. Một phân cảnh đầy dí dỏm nhưng cũng đủ để chúng ta thấy được áp lực mà Paul đang phải đối mặt lúc này. Một bên cậu không biết bắt đầu từ đâu để theo đuổi đam mê của mình, một bên là phải làm hài lòng cha, thứ mà cậu không hề hứng thú. Một câu chuyện điển hình của những người trẻ đúng không? Cha của Paul nói rằng hồi trẻ ông đã từng chạy theo những giấc mơ hão huyền và đến tuổi này rồi ông mới nhận ra rằng tất cả những thứ đó đều rất ngu xuẩn và chỉ có mì là chân lý. Suýt nữa, ông đã thuyết phục được con trai của mình cho đến khi một sự kiện không tưởng ập tới. Paul được đại sư Ockway lựa chọn trở thành thần long đại hiệp trong truyền thuyết, một nhân vật tương truyền là tinh thông ngàn thế võ, sức khỏe vô song, chiến lược vô địch và có thể đánh bại bất kỳ địch thủ tàn ác nào. Vâng, là Paul của chúng ta. Tình tiết này biến Paul trở thành một The Chosen One, một mô típ điển hình trong những phim viễn tưởng mà chúng ta hay xem. Tuy nhiên, Paul có một sự khác biệt lớn với những kẻ được chọn khác khi cậu gần như không có tài năng gì và cũng không hề muốn trở thành một anh hùng. Paul trở nên tội nghiệp và đáng thương hơn bao giờ hết khi cậu không hề làm gì sai mà vẫn bị tất cả mọi người trong võ đường ghét bỏ. Từ sư phụ Shifu, người đáng lẽ ra phải là thầy, nhưng lại giao cho Paul những bài tập chết người nhằm mong đá đít cậu ra khỏi đây. Cho tới ngũ đại hào kiệt, những kẻ sẵn sàng buông ra những lời cay nghiệt nhất để vui dập lòng tự trọng của Paul. Paul lúc này đã trở thành một kẻ được chọn không xứng đáng và sẽ có cả một hành trình dài ở phía trước chờ cậu phát triển để trả lời cho câu hỏi cậu là ai, cậu sẽ tốt lên như thế nào và làm thế nào để chứng minh lựa chọn của đại sư Ockway không phải là vớ bừa. Hàng loạt câu hỏi liên tục được đặt ra cho người xem nhanh chóng thu hút 100% sự chú ý của chúng ta và Paul, khiến mỗi bước tiến của cậu dù là nhỏ nhất cũng là một thành công to lớn. Và đến khi thành quả cuối cùng xuất hiện, ta mới thấy thỏa mãn đến như vậy. Không chỉ xây dựng nên những nhân vật hay, Kung Fu Panda còn để họ tương tác rất chặt chẽ với nhau, thay đổi nhau và trở nên tốt hơn. Shifu, người sư phụ khó ở này, chắc chắn là nhân vật có phát triển ngoạn mục nhất. Whomever I choose will not only bring peace to the valley, but also to you. Paul là một kẻ tay mơ, hay nói đúng hơn là vô năng trong võ thuật. Vậy liệu có một người thầy nào có đủ kiên nhẫn để có thể dạy dỗ cậu hay không? Và rào cản ấy còn lớn tới đâu khi chính người thầy này lại khinh bỉ môn đồ của mình tới mức muốn đá cậu ra khỏi võ đường? Với một tình cảnh éo le như vậy, Shifu hiện lên là một người thầy vô cùng đặc biệt. Ở đầu phim, Shifu là một ông già khó ưa, hay cằn nhằn, nghiêm khắc một cách thái quá với những môn đồ của mình. Sự tức giận trong ông dường như bị đẩy lên tới đỉnh điểm khi không một ai trong số 5 người học trò xuất sắc được xướng tên trở thành thần long đại hiệp. Đào tạo nên một người học trò giỏi là nguyện ước của mọi người thầy. Shifu đã dành cả đời mình để luyện võ và truyền nó cho một đứa bé mà ông yêu thương nhất. Nhưng cái sai của ông là không chỉ nuôi nấng một niềm đam mê đơn thuần mà còn vô tình gieo rắc một mầm ác, một ảo mộng về danh hiệu quyền lực mà vốn không chỉ được trao cho một kẻ giỏi đánh đấm. Võ thuật sinh ra không phải để dành cho giết chóc hay là gây nên những vết thương rỉ máu. Shifu không chỉ không hoàn thành sứ mệnh của mình mà chính ông đã đi lệch xa khỏi mục tiêu cốt lõi của việc dạy võ. Đó chính là lý do vì sao mà Shifu lại giàn vặt đến vậy. Và ông phải làm mọi cách để tránh cho mình không lặp lại sai lầm này thêm một lần nữa. Nhưng một nhân tài, năm nhân tài hay là cả vạn nhân tài đi chăng nữa cũng không đủ để chứng minh ông là một người thầy giỏi.
nếu ông không chịu mở lòng mình ra và tìm thấy niềm vui cho việc dạy học. Suốt nửa đầu của phim, Shifu là một người thầy không xứng đáng. He's quit. Dường như, ông đang đi tìm cho mình trạng thái tịnh tâm. Đại sư Ockway đã nói rằng, tâm trí con người bị rung động trước mặt nước lan sóng. Chỉ khi nó tĩnh lặng như gương, con người ta mới có thể nhìn thấu được vạn vật. Và cách mà Shifu được nhìn thấy tâm mình lặng lại là khi ông mỉm cười khi dạy một đứa trẻ ngốc nghếch như Paul. Học trò của ông có là thiên tài hay không không quan trọng. Cậu ta có trở thành thần long đại hiệp hay không, có trời mới biết. Điều quan trọng nhất ở đây là ông nhìn thấu được Paul đang có những khuyết điểm gì, yêu thương nó và nuôi dưỡng nó như cách mà ông đang ươm mầm cho một cây đào nhỏ. Cây rồi sẽ đơm trái ngọt, nhưng nó sẽ còn ngọt ngào hơn nữa khi ông nhìn thấy được cái cây ấy lớn khỏe từng ngày. Điều này mang lại cho Shifu niềm vui và ông không còn cảm thấy mình là một người thầy tồi tệ. Cảnh hai thầy trò tranh đấu nhau để giành chiếc bánh màn thầu quả thực là một cảnh xuất sắc. Nó tràn đầy năng lượng, dí dỏm và hơn hết là chúng ta thấy được Shifu cười một cách đầy khoái chí khi có những phút giây vui vẻ bên cạnh cậu học trò của mình. Nó khác hẳn với trạng thái của ông từ đầu phim và đó là một cuộc hành trình trọn vẹn mà khán giả muốn thấy ở một nhân vật. Tai Lung chính là niềm đau đáu lớn nhất của Shifu. Hắn tàn bạo, đáng sợ nhưng cũng vô cùng đáng thương. Một kẻ phản diện hay sẽ khiến chúng ta vừa phải nhăn mặt khi nhìn thấy hắn, nhưng cũng đồng cảm với hắn và hiểu được lý do đằng sau những hành động cuồng loạn mà hắn gây ra. Tai Lung là một kẻ như vậy. Cái ác của hắn được bộc phát không phải chỉ do bản tính của một con báo hung dữ, mà đó còn là do tác động của sự kỳ vọng độc hại, thứ đã dẫn hắn đi lệch ra khỏi cái đạo của võ thuật. Tai Lung là một đứa trẻ bị chính cha mẹ của mình bỏ rơi, được Shifu đem lòng thương cảm và nhận về nuôi nấng như con. Có tài năng thiên phú, Tai Lung nhiễm nhiên trở thành một kỳ vọng lớn lao của người thầy. Nhưng đáng thương ở chỗ, hắn bị mờ mắt bởi sự yêu ái sai lệch của Shifu, sinh ra những ảo tưởng, từ đó có niềm tin tuyệt đối vào việc mình là kẻ vô địch và mình xứng đáng trở thành một vị thánh. Who filled my head with dreams? Who drove me to train until my bones cracked? Who denied me my destiny? Nhắc đến đoạn thoại này mà tớ còn sờn cả gai ốc. Bằng những lời thoại rất đắt, chúng ta ngay lập tức hiểu được những nỗi đau kinh khủng mà Tai Lung đã phải trải qua. Nếu nhìn sâu hơn vào vấn đề, ta sẽ thấy rằng Tai Lung ham mê quyền năng của thần long đại hiệp là một chuyện. Ở phía còn lại, điều khiến Tai Lung trở nên đáng thương hơn cả là cách mà hắn ta không được công nhận. Thử tưởng tượng mà xem, bạn đã dành cả cuộc đời của mình để đổ máu vì nó, được nhồi nhét vào đầu rằng bạn là kẻ duy nhất có khả năng, rồi bụp một phát tất cả những thứ đó đều bị tước đi chỉ với một quyết định. Bạn có nổi điên không? Không nổi điên thì mới lạ ấy. What I ever did, I did to make you proud. Tell me how proud you are, Shifu. Tell me. Cũng chỉ vì những ảo tưởng đó đã khiến lòng tham của Tai Lung trở nên ngày càng lún sâu và đã sinh ra tà ác. Mọi chuyện đã có thể khác đi nếu như Shifu dạy Tai Lung theo cách mà ông đã dạy Paul. Đừng gieo lên trong Tai Lung bất kỳ hạt giống tham lam nào, có lẽ cuộc đời của hắn ta cũng không thảm thương như vậy. Nếu như Tai Lung là cương thì Paul là nhu. Trận chiến giữa cả hai ở cuối thể hiện đúng triết lý lâu đời của Trung Hoa: mềm thắng cứng, nhu thắng cương. Hãy để ý rằng Paul hầu như không bao giờ trực tiếp ra đòn mà luôn lợi dụng những đợt tấn công của Tai Lung để cho hắn ta gậy ông đập lưng ông. Đây chính là điểm khác biệt của người được chọn làm thần long đại hiệp. Là Paul là kẻ biết võ để hóa giải võ, chứ không phải là dùng võ để đi gõ đầu những kẻ yếu thế hơn. Và Tai Lung, một thiên tài không xứng đáng, rõ ràng không thể mang lại bình yên cho thung lũng và cũng không thể làm người thầy của mình yên lòng. Qua ba nhân vật tưởng chừng như khác mà lại tương tác chặt chẽ với nhau, Kung Fu Panda đã gửi gắm tới người xem những bài học vừa nhẹ nhàng lại vừa nghiêm túc. Chúng ta hiểu rằng chẳng ai là hoàn hảo, thậm chí bạn còn bị ghét bởi những thứ mà mình chẳng làm. Nỗi buồn ngày hôm nay có thể là có thật, nhưng tin vui là bạn sẽ chẳng bao giờ buồn mãi và sẽ luôn trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình vào ngày mai, ngày kia. Kết quả thì cũng quan trọng đấy, nhưng đôi khi việc tận hưởng quá trình mới là thứ làm cho chúng ta vui và trở thành những kỷ niệm đẹp. Còn các bạn đã rút ra được gì từ Kung Fu Panda? Hãy chia sẻ ở phía bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video. Hẹn gặp lại và chúc các bạn xem phim vui vẻ. He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.